không nặng thế đâu, cố lên. Không nặng đến thế đâu. Đấy, chính thỏ lại yếu. Không phải đối trọng kém, đây là cần cần đối cố trọng với cần đòn bẩy. Con này bé mà. Bé mà sao ông lắc kinh đấy. Thực ra cái này nó không tốt bằng cái này đâu nhá. Cái mà ông đang đeo là tốt hơn. Cái này nó cứ trượt ra ngoài. Đây 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 đây, đứng im. Đứng tới vào chân. Thank you.